chỉ có ba đứa trẻ chết, nhưng bà cụ tóc trắng nhất định nói là bốn, tất cả rùng mình khi biết danh tính đứa trẻ thứ bốn. Làng Phong Sa là một ngôi làng kỳ lạ, tiếng khóc vang lên ở ngôi làng này thường xuyên. Ở các ngã ba, các tuyến đường một chiều, người dân thường lái xe không theo bất cứ quy tắc nào. Đó cũng là lý do trong thôn thường xuyên xuất hiện tai nạn chết người. Thời gian lâu, không khí quanh thôn càng tang thương đáng sợ. Một buổi trưa nọ, ba đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, đứa lớn tuổi nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất Thuy 8 tuổi. Ba đứa bé cùng nhau chơi rất vui vẻ, anh không biết từ đâu kiếm được một chút chiếc xe điện. Sau đó đèo hai đứa trẻ còn lại đi dạo chơi, hò hát khắp thôn làng. Chiếc xe bị lật mấy lần, lũ trẻ ngã nhưng rồi lại nhảy lên xe chơi tiếp. Chơi trong làng không đã, chúng phóng xe ra đường quốc lộ, nơi có những chiếc xe trọng tải qua lại chơi. Lúc này trên đường có một bà cụ tóc bạc trắng nhìn thấy, bà nói lũ trẻ rằng nơi đây quá nguy hiểm, nhanh quay về trong thôn chơi. Lúc này ba đứa bé dừng xe quay lại thôn, vừa đi vừa nhìn lại, thấy bà lão đi chỗ khác, chúng lại hò reo nhau phi quay lại đường quốc lộ. Không lâu sau, người ta chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, chiếc xe điện bị mắc kẹt dưới gầm xe tải và cả ba đứa trẻ đều thiệt mạng. Những người trong thôn thấy vậy liền chạy ra rất đông. Họ cứ ngỡ là do lái xe không cẩn thận đâm vào lũ trẻ định động thủ đánh người, nhưng người lái xe khóc lóc van xin nói: "Tôi không cố ý, tôi đang lái xe thì đột nhiên chúng lao ra. Chúng hại chúng còn hại tôi nữa, nửa cuộc đời con lại của tôi coi như xong." Một lúc sau, mẹ của ba đứa trẻ chạy ra nhìn xác con mình mà đứng không vững, khóc rất thương tâm. Những người trong thôn nhìn thấy vậy đau lòng lại muốn đánh lái xe. Lúc này một bà lão trong thôn mới xuất hiện, quan sát xung quanh rồi nói: "Đừng có cái gì cũng đòi đánh người, anh lái xe này cũng không cố ý, lỗi không phải hoàn toàn do anh ta." Bà lão bước về phía trước, đưa mắt nhìn hiện trường. "Ai, sao lại chỉ có ba đứa trẻ? Lúc nãy tôi nằm ở trong nhà bị tiếng hò hét của chúng làm tỉnh giấc, rõ ràng tôi nhìn thấy bốn đứa bé. Còn một đứa bé mặc áo màu hồng đâu, sao không thấy? Lúc đó nó còn ngồi trên đầu xe, nơi nguy hiểm nhất tôi bảo nó xuống đi, nguy hiểm lắm, nhưng bọn chúng lái nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhanh thì xảy ra chuyện rồi." "Bà ơi, bà đừng nói những lời mơ hồ như thế được không? Lúc đó chỉ có ba đứa trẻ, bây giờ mọc ở đâu ra một đứa bé mặc áo màu hồng thế? Người lái xe cũng giật mình không hiểu. Thật sao, chẳng nhẽ tôi hoa mắt sao? Không thể nào, rõ ràng là bốn đứa trẻ mà." Nói rồi bà lão hướng phía nhà mình đi về. Về đến nhà, bà lão vừa ngồi xuống đã đứng lên, nói: "Thì ra là nó, chẳng trách mà mắt mình nóng. Lần này nó lại tìm người đến thế mạng. Thì ra 30 năm trước cửa nhà bà lão xảy ra một sự việc rất đau lòng. Một ông bố lái xe ba gác không cẩn thận làm rơi con xuống đường quốc lộ trước cửa nhà bà. Lúc đứa bé đang chạy vào lề đường thì bị xe tải đi ngang qua đâm chết. Từ đó ông bố đó rất đau lòng, liền chuyển ra khỏi thôn. Bà còn nhớ hôm đó đứa bé đó mặc quần áo màu hồng. Chẳng lẽ là nó biến thành quỷ không vất vưởng nơi đây hại người?" Bà đem sự việc nói với những người trong thôn, rằng những cái chết gần đây trên đoạn đường có lẽ liên đến đứa trẻ bị chết đó. Sau đó, dân làng mới bỏ tiền mời một pháp sư cao tay đến. Vị pháp sư này nói, đứa bé đó chết khi còn quá trẻ, linh hồn không siêu thoát được nên mới biến thành quỷ hại người. Sau đó trên con đường này xuất hiện một miếu thờ nhỏ, nói là để cầu bình an. Nhưng cũng là từ đó những vụ tai nạn kỳ lạ cũng không xuất hiện nữa.